Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái đội game là Tây Du Phục Ma của nhà phát hành WeGame nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ review sơ qua chút về cái tựa game này và chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn cho bạn cách nhập gift code nữa nha các bạn. Thì bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ nha. Thì Tây Du Phục Ma là một cái tựa game hệ tướng vô cùng hấp dẫn, lấy bối cảnh Tây Du Ký hậu truyện. Thì từ lâu thì cái đề tài Tây Du Ký với những cái nhân vật vô cùng quen thuộc với tuổi thơ của chúng ta như là Tô Ngọc Không, Đường Tâm Tạng, Sư Bất Giới, Sa Ngộ Tịnh đã là đề tài quen thuộc dành cho các nhà phát triển game online nói chung. Và theo các cập nhật mới nhất vào giai đoạn cuối năm nay thì nhà phát hành game sẽ chính thức cho ra mắt siêu phẩm Tây Du Hụt Ma với cốt truyện hấp dẫn và rất là nhiều những cái tính năng đầy hứa hẹn. Đến với Tây Du Hụt Ma thì chúng ta, những người chơi sẽ được trở về cái thế giới đầy hỗn loạn của thời kỳ hậu Tây Du Ký. Những câu chuyện xoay quanh các cuộc chiến diễn ra khắp tâm giới giữa các phe phái thế lực cũng sẽ dần được hé mở qua cốt truyện hấp dẫn có chiều sâu của Tây Du Hụt Ma. Về lối chơi thì kết hợp hài hòa giữa hai dòng game đấu tướng AFK và nhập vai đang dẫn đầu xu thế tại thị trường Việt Nam. Thì người chơi sẽ được hỏi sức khám phá những cái nét độc đáo mà Tây Du Hụt Ma mang lại thông qua hệ thống hoạt động vô cùng đa dạng. Bên cạnh đó, trong quá trình tham gia các trận chiến khắp thế giới, người chơi cũng cần vận dụng tư duy chiến thuật của mình để xây dựng đội hình hoàn hảo với sự kết hợp giữa các nhân vật quen thuộc từ các phe phái cũng như là các thế lực khác nhau nữa nha các bạn. Thì theo các đánh giá mà ở bước đầu các bạn, thì điểm nhấn làm nên sức hút của cái tựa game Tây Du Phục Ma thì chính là ở cái yếu tố đồ họa cũng như là yếu tố gameplay. Với một nền tảng đồ họa được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, từ cái hoạt ảnh chuyển động nhân vật cho đến những cái chiêu thức mang tính biểu tượng trong từng trận đánh, thì từng trận đánh ở trong Tây Du Hụt Ma hứa hẹn sẽ mang đến cho tất cả người chơi cảm giác phấn khích đến nghẹt thở. Không chỉ vậy, với phần gameplay được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, hấp dẫn, hệ thống đấu tướng phó bản ban hội đa dạng thú vị, chắc chắn các bạn sẽ có những giây phút bất tận chìm đắm trong thế giới của Tây Du Hụt Ma. Một nét đặc trưng khác của dòng game FK mà chúng ta không thể bỏ qua thì chính là khả năng tự farm tài nguyên cũng như là kinh nghiệm của tất cả các nhân vật trong game ngay cả khi người chơi không online. Có ai nói thì đây là tính năng cũng chính là yếu tố đặc trưng làm nên sức hút hấp dẫn cho dòng game FK nói chung và Tây Du Hụt Ma nói riêng nha bạn. Thì thêm vào một cái điểm mới lạ ở Tây Du Hụt Ma chính là cái tựa game này sẽ không có cấp VIP. Vì vậy, để có được các đặc quyền đặc biệt, bạn chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ ở trong game là nâng cấp hệ thống cảnh giới, tăng thêm nhiều quyền lợi hàng ngày. Cuối cùng thì nếu xét về yếu tố trải nghiệm, Tây Du Hụt Ma là một cái sản phẩm chất lượng đến từ nhà phát hành WeGame khi sở hữu gần như đầy đủ tất cả những nhân vật mang tính biểu tượng trong Tây Du Ký như là Tô Ngọc Không, Na Trang, Ngô Ma Vương, Bạch Cúc Tinh, nhân dân. Nắm trong tay những cái nhân vật với quyền năng vô hạn, bạn có thể tham chiến ở những cái chiến trường khắp tâm giới với các tính năng PvL, leo tháp vượt ải hay là PvP, đấu trường văn chiến độc đáo và hấp dẫn. Thì nhìn chung tựa game này sẽ có một số điểm đặc sắc như sau: là thầy trò xuất chiến, tiến lấy chân kinh. Thì cùng nhau các bạn có thể cùng nhau xuất chiến, sắp xếp đội hình tối ưu nhất có thể giúp vượt qua mọi cái kiếp nạn. Mỗi nơi đi qua đều ẩn chứa những cái cuộc so tài đầy hấp dẫn, thật thật giả giả, được chi phối bởi các thế lực hắc ma. Cái điểm đặc sắc thứ hai là triệu hoàng tướng đánh thắng mọi địa phương, tập hợp các hiên binh hiên tướng cùng nhau vượt qua các kiếp nạn để đạt được mục đích cuối cùng. Đồ họa độc đáo cùng các kỹ năng vô cùng mới lạ tạo ra lối chơi cực kỳ cuốn hút. Điểm đặc sắc thứ ba là vượt ngàn kiếp nạn, lụi tàn hay là viên mãn. Thì mỗi ngày đăng nhập để nhận những cái hành trang trong bài ghi, các lượt triệu hồi và cả những cái thần binh loại khí để nâng cao lực chiến. Tính năng đặc sắc kế tiếp là cao thủ liên server, cuộc chiến không phân hiệu nhượng sẽ là những cái trận đấu đỉnh cao, nơi mà tập hợp những cái người mang trong mình khát khao chiến thắng. Những cái màn combat hay những chiêu thức mới sẽ dần được hé lộ qua các đánh, các lối đánh khác nhau. Mỗi lối chơi và mỗi đội hình sẽ mang đến những cái sắc thái hoàn toàn khác biệt. Tính năng đặc sắc kế tiếp là đánh boss nhận quà.
tưởng thưởng xứng đáng. Treo máy thì vẫn nhận được lì quà, càng chơi càng mạnh, càng đánh cao ha. Sau mỗi trận đấu sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng để nâng cấp tình hình, để duy trì và chinh phục đỉnh cao và xếp hạng. Thì hiện tại thì tựa game này đã chính thức ra mắt trên các nền tảng Android và iOS. Các bạn sử dụng PC thì có thể sử dụng phần mềm giả lập như là LD Layer, Not Layer hay là Dutch để về nhập nha bạn, để về trải nghiệm nha bạn. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các chiếc code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn cho bạn cách nhập code cho nào chưa biết. Bạn nào rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ nha. Thì đầu tiên để nhập code thì bạn nhấn vào avatar của mình, nhấn vào gift code và tiến hành nhập gift code. Thì có thứ nhất như sau, Tây Du. Tây Du là có thứ nhất nha bạn. Thì đây là có thứ nhất, gift code là Tây Du. Đây nha bạn, Tây Du. Thì mình sẽ ngưng màn hình lần trước cho bạn xem gift code, sau đó bạn nhấn vào xác nhận để nhận quà. Thì đây là tất cả các phần quà của gift code thứ nhất. Nó sẽ bao gồm 1.000 quen, 2 cái quà EXP 2, 2 quà bạc 2, 1 quà đột phá 2. Thì đây là tất cả các phần quà có thứ nhất Tây Du. Có thứ hai Phục Ma. Phục Ma là cái gift code thứ hai. Thì đây là cái gift code thứ hai nha bạn, gift code là Phục Ma. Thì mình sẽ ngưng màn hình lần trước cho bạn xem code. Xin lỗi các bạn, mình mấn Phục Ma nha bạn. Sau đó bạn nhấn xác nhận để nhận quà. Thì đây là tất cả các phần quà của code thứ hai. Nó sẽ bao gồm các phần quà như sau. Thứ nhất đó là 10 cái lệnh triệu hồi cao. Thứ hai là 2 cái quà SP 2. Thứ ba là 2 quà bạc 2. Cuối cùng là 1 cái quà đột phá 2. Thì đây là tất cả các phần quà code Phục Ma. Code kế tiếp, Ngộ Không. Ngộ Không là cái gift code kế tiếp nha bạn. Thì đây là code kế tiếp, gift code là Ngộ Không. Thì mình sẽ ngưng màn hình lần chút cho bạn xem gift code, sau đó bạn nhấn vào xác nhận để nhận quà. Thì code này sẽ hưởng được các phần quà như sau. Mạnh 4 sao ngẫu nhiên số lượng 30, 10 cái lệnh làm mới quân du, 2 cái quà SP 1, 2 cái quà bạc 2. Thì đây là tất cả các phần quà có thứ 3. Có thứ 4 như sau, Hắc Bạch. Đây là có thứ 4 nha bạn, gift code là Hắc Bạch. Thì đây là code kế tiếp, Hắc Bạch là code kế tiếp. Mình sẽ ngưng màn hình lần chút cho bạn xem gift code, sau đó bạn nhấn vào xác nhận để nhận quà. Code này sẽ nhận được 2 cái quà SP 2, 2 cái quà 2, 1 quà đột phá 2, địa sát kích số lượng 1. Thì đây là tất cả các quà. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở code ở trên màn hình nha bạn. Thì tổng cộng là có 4 cái code. Khi nào có thêm gift code mới thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn nhập gift code thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like này nếu bạn hay và chia sẻ cho ông bà cùng biết với nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.